Lệnh section tạo hình cắt, các cách gọi lệnh từ menu và draw vào solid vào section. Cách thứ hai, nhập lệnh trực tiếp từ bàn phím, gõ từ chìa khóa FEC Enter. Cách thứ ba, dùng chuột tích vào biểu tượng section ngoài màn hình. Ví dụ, tôi muốn đi tạo hình cắt cho chi tiết như thế này. Dùng chuột tích vào biểu tượng section, chọn đối tượng, Enter. Ở đây có các lựa chọn, tôi chọn Parboil. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Như vậy, cái hình màu đỏ là hình tạo mặt cắt. Mover thì xem. Đây là hình mặt cắt. Tương tự như vậy, tôi có chi tiết như hình này. Section, chọn đối tượng, Enter. Tích cho đối điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Như vậy cái mặt cắt là cái hình đó. Mover. Hình mặt cắt. Tương tự như vậy, đối với chi tiết này, tôi tạo mặt cắt ngang qua đây. Đó là mặt phẳng EZ. Section, chọn đối tượng, Enter. Tôi chọn EZ, nhập vào EZ. Mặt phẳng EZ là mặt phẳng tạo hình cắt, Enter. Chọn một điểm, tôi chọn điểm ở giữa. Như vậy sẽ tạo ra hình cắt. Move. Đây là hình cắt. Đó là lệnh section.